Hyundai Stargazer lộ diện, MPV đối đầu Mitsubishi Xpander tại Đông Nam Á. Nhắm tới khách hàng khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ, Stargazer mang thiết kế như xe sang, nằm cùng phân khúc Mitsubishi Xpander. Những hình ảnh phác thảo đầu tiên của mẫu MPV 3 hàng ghế Hyundai Stargazer đã xuất hiện trên nhiều chuyên trang ô tô. Thông tin ban đầu được tiết lộ, chiếc MPV này cùng phân khúc với những Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz. Thiết kế đầu xe lấy cảm hứng từ người anh em Hyundai, A ra mắt hồi quý một năm nay. Thiết kế này tạo điểm nhấn với lưới tản nhiệt lớn, đèn pha to bản và có dải đèn LED ban ngày chạy hết chiều rộng đầu xe. Ở phía đuôi xe, cụm đèn LED tạo hình chữ H độc đáo. Thiết kế mui xe dốc về phía sau và có tính khí động học cao khi nhìn từ bên sườn. Với thiết kế cửa mở bình thường, Stargazer sẽ nằm ở phân khúc phổ thông, thay vì ở tầm cao cấp dùng cửa trượt như các mẫu Toyota Sienna hay Kia Carnival. Sự phát triển, tăng trưởng nhanh của dòng xe MPV khiến hãng xe Hàn Quốc đã tung ra liên tiếp hai chiếc MPV trong năm nay. Theo thông tin từ truyền thông Malaysia, nhiều khả năng mẫu MPV mới sẽ trang bị động cơ hút khí tự nhiên dung tích 1,5 lít, công suất 115 mã lực và mô men xoắn 144 nanomet. Với kiểu dáng hiện đại, bắt mắt, nhiều người chờ đợi MPV này sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt với Xpander khi được bán ra. Tại nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam, MPV của Mitsubishi đang ghi nhận doanh số rất tốt. Nhiều đối thủ cạnh tranh đã phải có những cải tiến sản phẩm với hy vọng đánh chiếm thị phần, như trường hợp Suzuki bổ sung phiên bản Hybrid cho mẫu Ertiga.